Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Pavocoin. Đây là trang web chính thức của dự án này, pavocoin.com. Đây là chuyển đổi nông nghiệp với blockchain, IoT blockchain cho hệ sinh thái Agritech. Các bạn có thể thấy ở đây nó đang trong cái chương trình pre-sale công cộng giai đoạn 2 với bonus tiền thưởng đến 33% và nó sẽ kết thúc sau 68 ngày 0 giờ 46 phút nữa. Các bạn có thể mua ngay cái thẻ Pavo ngay bây giờ với cái đoạn này đã bắt đầu rồi. Thì giá bán ban đầu của cái thông báo này là 1 đô cộng với 33% giao dịch khi mua 2,5 nghìn đô. Thì cái dự án này đã được rating khá là cao trên một số trang như ICO Ben 4,6 trên 5 sao, ICO Share 4,9 trên 10 sao hay ICO Ranker 4,2 trên 5 sao, đạt 93 trên 100 điểm hay trên ERA Q 7,6 trên 10 sao, chắc ICO là 5 trên 5 sao, ICO Max là 8,4 trên 10 sao. Đó, các bạn có thể xem thêm chi tiết ở đây hoặc để lại email đây để cập nhật những thông tin mới nhất và theo dõi cái dự án này. Thì cái dự án Pavo này cung cấp cho cái thị trường dọc cho cái nông nghiệp, các bạn có thể thấy ở đây về cái chương trình token, về khách hàng cá nhân, gia đình, nhà hàng địa phương, cửa hàng tạp hóa địa phương, tất cả các kết nối với công dân mua tất cả các loại cây trồng từ hạnh nhân cho đến cái dâu tây, thì từ cà rốt đến cải xoăn, với hàng trăm triệu giao dịch hàng năm và thức ăn ngon hơn trên bảng của họ. Các trường đại học và doanh nghiệp thì các nhà khoa học dữ liệu doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trường đại học đều khai thác các tập dữ liệu độc đáo của Pavo, tiêu thụ phân tích đơn đặt hàng cao hơn và bộ dữ liệu thô độc quyền độc đáo, hàng triệu giao dịch mã thông báo Pavo hàng năm, giảm thời gian cái nghiên cứu. Với người nông dân thì đăng ký giải pháp IoT blockchain với cái nền tảng thị trường, tận hưởng năng suất cao hơn với cái cây trồng chất lượng cao hơn, phát hành phiếu thưởng thông minh cho khách hàng qua các mã thông báo Pavo và cái hàng triệu của mã thông báo Pavo hàng năm, giảm thời gian nghiên cứu. Với người giới thiệu của Pavo ở đây thì là ông nghệ thuật điện tử, là ông Jeff Barton, đã nói Pavo Coin đang cách mạng hóa ngành công nghiệp, là ngành nông nghiệp Agritech thông qua cái IoT blockchain rất tuyệt. Hay ông Nick Ivo Kimo, hay CEO Bob Pavo chiếu sáng một cái cách cho cái tính minh bạch và tính bền vững của nông nghiệp. Hay ông KC, đối tác động di sản của NLC, đã nói Pavo là cái cơ hội tuyệt vời cho cái Arip Crypto. Thì đây là những cái video được giới thiệu về cái dự án này. Các bạn có thể xem về cái về Pavo rất nhiều cái video về cái dự án này, hay những cái event, những cái quỹ của Power thành lập ra để hỗ trợ cái dự án này. Thì cái về cái sản phẩm thì bằng cách tích hợp các công nghệ tiên tiến của IoT blockchain, thì các kinh nghiệm rộng lớn của chúng tôi trong cái việc canh tác cây trồng, hay là chúng tôi đang phục vụ cho một hệ sinh thái nông nghiệp Agri, tập trung vào cái phát triển chế biến và phân phối cây trồng ở công nghệ cao. Những gì chúng tôi là chuyên gia thì xây dựng hệ thống giám sát cho các loại cây trồng có giá trị 10 năm kinh nghiệm với cái hạnh nhân, quả phỉ và các óc chó. Thì đó là lý do chúng tôi xây dựng nó, hệ thống IoT của cái dự án này sử dụng để theo dõi và có thể tối ưu hóa cái toàn bộ các vòng đời của sản xuất cây trồng. Hôm nay thì Pavo đang được thử nghiệm ở beta ở California, và chúng tôi không dừng lại ở đó. Thì Pavo tập hợp mọi thứ mà hệ sinh thái Agritech cần, là một cái nền tảng duy nhất giao dịch an toàn, thanh toán an toàn, hợp đồng thông minh và giao dịch không dùng tiền mặt. Với các tính năng đặc điểm như sau, thì nền tảng phần mềm blockchain IoT của Pavo được thiết kế cho các chuyên gia nông nghiệp theo hướng dữ liệu của cái tương lai. Các bạn có thể thấy ở đây thì đây là cái platform ngay bây giờ, thành phần mềm IoT tồn tại và được triển khai ở hai nước, đó là California và Hoa Kỳ. Các bạn có thể tải cái Pavo platform này trên Google Play hoặc trên App Store. Với cái nền tảng Pavo ở đây thì nền tảng Pavo được theo dõi thông tin và sử dụng để tối ưu hóa toàn bộ các chu kỳ phát triển, bằng cách đảm bảo rằng các phép đo cây trồng quan trọng vẫn được duy trì và trong cái phạm vi tối ưu. Với tính năng hệ thống thì ghi lại giám sát các hoạt động sản xuất trong thời gian thực thông qua cái cổng Pavo IoT, ghi chép báo cáo và phân tích các hoạt động từ cái trồng và phun hồ sơ để vận chuyển, và theo dõi cái chi phí lao động và năng suất để tối ưu hóa cái nguồn nhân lực và chi phí liên quan, dễ dàng đo lường và theo dõi toàn bộ hoạt động canh tác từ bất cứ đâu. Thì bước tiếp theo là nền tảng Pavo theo dõi thông tin và sử dụng nó để tối ưu hóa toàn bộ chu kỳ phát triển, bằng cách đảm bảo rằng các
phép đo cây trồng quan trọng vẫn được duy trì và trong phạm vi tối ưu. Về cái chuỗi khối thì dữ liệu quan trọng về cái quá trình phát triển của từng cái lô thu hoạch sẽ được lưu trữ trong blockchain và sẽ không thể giả mạo được. Thì Pavo sẽ có thể được chứng nhận độ tin cậy của tất cả các thông tin thu nhập được từ nguồn người trồng và các thông tin khác những người tham gia cái chuỗi cung ứng sản phẩm này. Về Pavo Coin là một cái crypto currency tạo thuận lợi cho cái việc giao dịch trong cái hệ sinh thái Pavo giữa người trồng, nhà sản xuất và nhà đổi mới, nhà bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ. Thì Pavo sẽ sử dụng các hợp đồng thông minh để hỗ trợ cái việc bán các loại cây trồng và để đảm bảo dịch vụ thông qua cái thị trường. Thị trường nông nghiệp Pavo hỗ trợ blockchain sẽ cho phép tất cả các người tham gia của hệ sinh thái thuận tiện trao đổi chất lượng giống và sản phẩm nông nghiệp được xác minh bằng cái Pavo Coin như một công cụ thanh toán. Với chức năng của Pavo ở đây thì giải quyết các vấn đề trong ngành. Một cái giải pháp phần mềm giúp tuân thủ quy định từ cái hạt giống ra cái thị trường, một cái giải pháp giúp người trồng quản lý tốt hơn các chi phí lao động hay vật tư và điện, một cách để người trồng có thể theo dõi tốt hơn sản phẩm của họ và kết quả kiểm tra và tự thưởng thương hiệu tốt hơn với cái tư cách người cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cao và thân thiện với môi trường. Một crypto currency kỹ thuật số an toàn giải quyết các vấn đề để thiếu các dịch vụ tài chính có thể đạt được trong các trang trại nhỏ đến trung bình. Thì đây là cái lịch sử của cái dự án đại lý cây trồng qua châu Âu, hạnh nhân, quả vị, quả ông chó, hoa Hoa Kỳ, nông nghiệp, cây giá trị và tất cả các ngành nông nghiệp. Đây là lộ trình roadmap của cái dự án này, các bạn có thể tham khảo bắt đầu cái triển khai cái dự án Pavo này quý 2017. Thì trong tương lai nó sẽ, hiện tại nó đã có nền tảng bao gồm cái beta Hyperve này và ra mắt các hợp đồng thông minh P2P trên nền tảng ERC20 và cái trong tương lai nó sẽ 2019 này nó sẽ cung cấp cái Gen 2 hoặc Gen 3 ra mắt cái Pavo Pocket Plate. Về phân phối cái mã Pavo này thì các bạn có thể thấy ở đây, mã thông báo trước khi bán thì nó sẽ là 40 triệu ICO là 60 triệu và nhóm đối tác ở đây là 30 triệu, quỹ dự trữ và kiểm soát là 40 triệu, quỹ bảo tồn cộng đồng là 20 triệu, 5 triệu dành cho cái ưu đãi ICO tiền thưởng và 5 triệu dành cho cái dự trữ người trồng. Các giai đoạn bán hàng mã thông báo thì các bạn có thể thấy đây. Chương trình pre-sale giai đoạn 1 đã kết thúc từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 đã kết thúc với tưởng 33%. Giai đoạn 2 từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 6 có nốt 33%, 1 đô cộng với 3% tiền thưởng do giao dịch mua 2,5 nghìn đô. Và sau đó cái chương trình bán chính là ngày từ mùng 8 tháng 7 đến ngày 18 mùng 7 tháng 8 đến ngày 18 tháng 7 bonus 25% và sau đó bonus 18% từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 và cuối cùng bonus còn 11% từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Đây là cái đội nhóm thành lập của dự án này, ông Alan Zhang độc sáng lập và phó chủ tịch của dự án này. Và ông Erang Kakmat CEO và độc sáng lập. Đội Pavo gồm có Ari Goman CTO, Daba CMO, Mehet Kora, Phó Chủ tịch Nông nghiệp, Atanka Setisoy, quản lý sản phẩm, David Homat, là Văn phòng Chiến lược Doanh nghiệp, Mai Quan, Phát triển Kinh doanh, Daran Orang, Nhà khoa học dữ liệu, Basic Mohan là Giám đốc Kỹ thuật Thực địa, Eric Bukaya là Nhà phát triển nhà thiết kế, Murat Okaba là Nhà phát triển phần mềm, Puan Mukaban Suyon là Phát triển phần mềm. Nhóm tư vấn gồm có ông Janet Button, Kari T, Nick Okumu, David Katiner, David Daria Genova, Kat Pierre, Aray Fesky, Andrew May, Kat ACB, Aman Iyazan, Hakin Asin, Bin Bang, Britip Olsen, Jasmine Strack, Alex Mosky. Về đối tác của dự án này gồm có Simon Zucker, Crypto Valley, Paul Runway, Bank Freak, ICO Box, Crypto Timeline. Thì đây là một số cái event sự kiện của cái dự án này trên các kênh truyền thông. Các bạn có thể xem ví dụ như trên hanky.com ở bên Hàn ghi lại các dữ liệu bảo mật minh bạch, cải thiện khả năng canh tác cũng như các giao dịch an toàn minh bạch. ICO Box ở đây là gia nhập lực lượng với Pavo để mang lại công nghệ blockchain hay công nghệ IoT đào bới cái lĩnh vực nông nghiệp trên cái nền tảng thứ nhất canh tác. Thì đây là một số kênh trang truyền thông media của cái dự án này, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ví dụ như là choisu.com, CryptoVest hay Portal to Bitcoin, ASEAN Time, IL Bitcoin, Bitcoin Show, Canada Coin, Hybrid Parabin, TechWare Asia, SBS, CNBC,
Coin Hero Analytics Insight. Đây một số cái sự kiện của dự án này, ví dụ như là Consensus 2018 tại New York, Hoa Kỳ 14-16 tháng 5 2018, Hai Crypto Forum diễn đàn này tại Hotcoin tại Seoul Hàn Quốc ngày 24 tháng 5 2018, và cái sự kiện hội nghị Block Hot Latam 2018 tại Brazil ngày 28-29 tháng 5 2018 mới diễn ra. Một số câu hỏi thường gặp với dự án này thì tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền theo thời gian ở có mức cứng không, làm thế nào để cải thiện cái thu hoạch, tổng mã cung cấp ở đây là gì, Pavo giúp cho người trồng tối ưu hóa sản xuất như thế nào, và tôi sở hữu những gì sau khi mua mã thông báo, yêu tiền là gì, mô hình kinh doanh của bạn là gì, tôi mua thẻ và sau đó tôi đồng ý tôi có thể nhận được hoàn tiền lại không, hay làm thế nào để bạn có thể lên kế hoạch mở rộng và hỗ trợ cộng đồng. Pavo hiển thị cái số liệu thống kê hay nó cũng đưa ra các dự đoán, và cô tôi có thể dựa Pavo làm cái phương thức thanh toán trong toàn bộ quá trình từ hạt giống ra cái thị trường không đó. Nhiều câu hỏi các bạn có thể tham khảo chi tiết ở đây hoặc qua các trang chính thức về cái dự án này trên Bitcoin Talk, YouTube, Telegram, Medium, Facebook, Twitter, Instagram. Hoặc có thể để lại những câu hỏi thắc mắc của mình vào một số hòm thư như info@powercoin.com hoặc press@powercoin.com hoặc support@powercoin.com. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án Powercoin này. Các bạn có thể tham gia dự án này để nhận được cái ưu đãi tốt nhất về cái dự án này. Hiện tại bonus vẫn đang là 33%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.